Một xưởng sửa chữa ô tô ở Sana'a thường xuyên thu gom các bình dầu nhất rỗng mỗi ngày để đưa đến một nhà máy tái chế địa phương. Chúng tôi tập kết tất cả các loại nhựa ở đây, kể cả polyethylene và polypropylene. Chúng được phân loại theo màu sắc và chủng loại, được cắt thành từng mảnh, rửa sạch và sấy khô, sau đó đưa vào máy để tạo thành hạt, sẵn sàng sử dụng cho sản xuất. Hiện số lượng các nhà máy tái chế ở Yemen đang tăng lên, với hàng chục nhà máy ở Sana'a đang hoạt động và sản xuất các công cụ nông nghiệp làm từ nhựa tái chế như ống dẫn nước. Ông Al-Hashidi cũng kêu gọi chính phủ hỗ trợ nhiều hơn nữa, như xem xét một số dự thảo luật và miễn giảm thuế nhiều hơn để tạo điều kiện phát triển các dự án có lợi cho xã hội và môi trường.